con số hồ mệnh 222 đang liên lạc với bạn. Các thiên thần hồ mệnh đang bảo vệ chúng ta. Họ đang giao tiếp với chúng ta theo những cách khác nhau. Họ đang gửi cho chúng ta tín hiệu nói với chúng ta rằng chúng ta không đơn độc trên thế giới này. Họ đang làm điều đó theo những cách khác nhau. Một trong những cách liên lạc cụ thể nhất đó là những con số may mắn. Và một trong những con số mạnh mẽ nhất là con số may mắn 222. Con số may mắn 222 là biểu tượng của sự cân bằng và niềm tin. Nó thông báo những thay đổi và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống của bạn. Con số mạnh mẽ này khuyến khích bạn tìm sự cân bằng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bạn cần tìm sự hài hòa và làm hòa với chính mình. Nếu bạn đang kiểm tra thời gian trong ngày, bạn có thể nhìn thấy 2 giờ 22 phút Hoặc bạn có thể xem quảng cáo trên TV Với số điện thoại kết thúc bằng 222 Nó có vẻ như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên với bạn Nhưng không phải vậy Con số này luôn mang những thông điệp không nên bỏ qua Khi bạn nhìn thấy con số may mắn này Bạn cần hiểu thông điệp mà nó mang theo Thông qua con số này Các thiên thần hồn mình của bạn nói với bạn rằng bạn cần phải hòa hợp với chính mình và mọi người trong môi trường của bạn. Bạn cần phải có một tư duy đúng đắn. Cố gắng xác định mục tiêu của bạn và tìm cách đạt được chúng. Các thiên thần đang gửi cho bạn năng lượng thiên liêng và bạn cần sử dụng nó. Còn số may mắn 222 là dấu hiệu cho thấy sự phát triển về tinh thần của bạn. Tâm trí của bạn đã phát triển sang một giai đoạn khác cao hơn và bạn bắt đầu nhìn thấy những thứ cho đến nay chưa từng thấy. Những cơ hội mới đang mở ra trước mặt bạn. Hãy nắm lấy những cơ hội đó và đưa cuộc sống của bạn lên một tầm cao mới. Khi bạn xác định mục tiêu của mình, khả năng cuộc sống của bạn sẽ là vô hạn. Các thiên thần hồ mệnh sẽ đảm bảo thành công của bạn. Họ sẽ chăm sóc bạn và đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với bạn. Dù chuyện gì xảy ra, đừng quên rằng bạn không đơn độc. Các thiên thần sẽ luôn ở bên bạn và dõi theo bạn. Còn số may mắn 222 luôn mang một thông điệp mạnh mẽ. Nó liên quan đến sự hài hòa và cân bằng trong cuộc sống của bạn. Nó kết nối bạn với năng lượng thiên liêng và mang đến cho bạn phước lành từ các thiên thần. Còn số may mắn 222 mở ra những chương mới trong cuộc đời bạn. Đã đến lúc phải tập trung và tiến về phía trước. Ý nghĩa tâm linh của con số may mắn 222 là mang lại cho bạn nguồn cảm hứng để làm những điều mới trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ tràn đầy sức sáng tạo và những ý tưởng mới sẽ lần lượt xuất hiện. Hành trình của bạn sẽ bắt đầu bằng những bước nhỏ, nhưng bạn cần tiến về phía trước. Làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu của bạn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy vô vọng và giống như bạn đang làm không tốt, nhưng bạn phải vượt qua những cảm giác như vậy. Đừng quên rằng bạn không đơn độc và các thiên thần hồn mệnh đang bảo vệ bạn. Sự cám dỗ từ bỏ đôi khi có thể rất mạnh mẽ, nhưng bạn phải tiếp tục. Năng lượng thiên liêng đang ở bên bạn, và các thiên thần đang dõi theo bạn. Hãy can đảm và bạn sẽ được khen thưởng. Khi bạn nhìn thấy con số may mắn 222, đó là một điểm rất tốt. Thông qua con số này, bạn đang kết nối với các chân sư thăng thiên của mình và nhận được nguồn năng lượng tích cực tối thượng. Nếu bạn được kết nối với con số may mắn này, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang trải qua một sự thức tỉnh tâm linh. Tinh thần bên trong của bạn đang cao và bạn cần chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu mới trong cuộc đời mình. Bạn cần mở mang đầu óc và tâm hồn cho những sự kiện mới. Con số may mắn 222 sẽ thu hút sự sáng tạo của bạn và bạn sẽ tràn ngập những ý tưởng mới. Dù chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là phải tin vào trực giác của bạn và tin vào chính mình. Hãy tự tin và thể hiện thái độ của bạn. Đó là cách duy nhất để có được sự tôn trọng từ những người xung quanh bạn. Nếu bạn đang vật lộn với sự sáng tạo và tìm kiếm những ý tưởng mới, số may mắn sẽ giúp bạn điều đó. Bạn sắp có được những ý tưởng mới và cởi mở với những cơ hội mới. Cuộc đấu tranh của bạn tại nơi làm việc sẽ kết thúc và bạn sẽ trở thành một trong những nhân viên làm việc hiệu quả nhất trong công ty của mình. Các thiên thần hồ mệnh sẽ dõi theo và chăm sóc cho bạn. Hãy dũng cảm có thể bạn đang phải đối mặt với nhiều thử thách khó khăn trong cuộc sống của mình. Trong những khoảng thời gian như vậy, bạn cần tìm thêm can đảm và sức mạnh để bước tiếp. Nếu bạn tiếp tục nhìn thấy con số may mắn 222, đó là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang nhận được năng lượng thiên liêng và sự khích lệ để tiếp tục. Các thiên thần đang cho bạn sức mạnh để bước tiếp và đối mặt với mọi khó khăn. Con số may mắn 222 mang lại sự cân bằng và hài hòa cho cuộc sống của bạn. Nếu bạn tiếp tục nhìn thấy con số may mắn mạnh mẽ này, đó là dấu hiệu cho thấy, sau một thời gian dài đấu tranh, những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước và bạn sẽ tận hưởng sự hài hòa yên bình. Bạn đang đi đúng hướng. Nếu mục tiêu cuộc sống của bạn có vẻ không rõ ràng và bạn không chắc chắn về con đường của cuộc đời mình, thì con số may mắn 222 sẽ ở đó để soi sáng con đường của bạn và chỉ cho bạn con đường đúng đắn. Khi bạn kết nối với con số may mắn 222, con đường của bạn sẽ rõ ràng và bạn sẽ có thể đạt được mục tiêu của mình. Những thay đổi đang đến. Khi bạn liên tục nhìn thấy con số may mắn 222, đó là một thông điệp rõ ràng để chuẩn bị cho những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Hãy sẵn sàng và chấp nhận những thay đổi này. Chúng sẽ chẳng mang lại gì cho bạn ngoài những rung cảm tích cực. Hãy tin vào cảm xúc của bạn và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Con số may mắn 222 mang đến giải pháp đổi đời mà bạn hằng mong đợi các thiên thần đang gửi cho bạn những hiểu biết mới về cuộc sống và bạn sẽ tìm ra giải pháp sớm hơn bạn nghĩ. Khi nói đến tình yêu, con số may mắn 222 có ý nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng mối quan hệ của bạn. Nếu bạn vẫn còn độc thân, con số may mắn sẽ mang đến cho bạn một mối quan hệ. Nếu bạn đang tìm kiếm tình yêu, tri kỷ đang tìm đến bạn, bước vào cuộc đời bạn, khiến bạn trải nghiệm tình yêu sâu đậm bền chặt. Khi bạn kết nối với con số may mắn 222, Điều đó có nghĩa là bạn sẽ gặp được tình yêu của đời mình sớm hơn bạn mong đợi. Tình yêu của bạn đang đợi bạn ở đâu đó. Đó có thể không nhất thiết là một người mới, đó có thể là người mà bạn đã biết. Khi bạn nhìn thấy con số may mắn 222, đó là một lời nhắc nhở, bạn cần tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Bạn cần tập trung vào những điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Đó là tình yêu, sự vui tươi và hạnh phúc. Bạn cần mở lòng để thể hiện tình yêu thương với những người trong vòng vây của bạn, với người bạn đời, bạn bè và gia đình của bạn. Đừng ngần ngại thể hiện tình yêu. Đó là cách duy nhất để nhận lại tình yêu. Đó là cách quy luật hấp dẫn hoạt động. Một khi bạn trải nghiệm tình yêu, cuộc sống của bạn sẽ có một cảm giác hoàn toàn mới. Các thiên thần hồn mệnh của bạn sẽ đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Một khi điều đó xảy ra, bạn cần phải ăn mừng mỗi ngày trong cuộc đời mình tận hưởng cuộc sống và tiếp tục, luôn sống trong rung động của lòng biết ơn. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại của canh chia sẻ bên dưới mỗi video của canh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại